với bà nói đâu đây. Mùi gì vậy? Mai ăn không? Xin lưỡi xuống á. À, đi ngang cảng này ớn chết mẹ luôn. Sao vậy? Chỗ này sâu quấy luôn á, hàng chục mét không? Này nè. Lắm. Mời câu cá đây anh em ơi. Ủa để vậy hả? Móc đây, móc mồi vô đây nè, câu nè. Nãy hả? Ừ. Muốn bao nhiêu nói đi. Câu cá đục có cá đục không? Cầm đi. Ý ngăn cầm đi con. Ngăn câu đi. Bỏ điện thoại vô trong túi đây. Cầm vậy? Câu đi. Câu cá nè. Câu cá nè. Đi câu cá đục chứ hả? Câu rồi chừng nào nó mới ăn? Sao biết giật lên? Nghe nó động động rồi giật lên. Nghe nó ghẻ không? Nó ghẻ không? Nó ghẻ mạnh không? Nó ghẻ mạnh giật lên nha. Biết câu câu này không mà gáp thấy ghê trời. Câu đợi đi chứ. Tao mà hỏi biết không mày đâu thứ dữ mà. Dân dữ không không? Chị nãy bao đâu chưa đi đâu. Có không? Trời đụng mà tại 2 phút là lụm rồi. Ít chứ. Nói với bà cố là câu không có con nào đâu mà rước. Nó đợi anh ba dựng con cá lên coi đây. Bà cố ra đi. Cố ra kêu bà cố em tiện ra mua trả chi em. Nó ăn nó bù lên mình rồi mình giật dính cho mình nữa hả? Ơi ơi. Chị xe vậy, chị xe cô ba hả? Xe tôi ra. Lâu vậy? Nguyên ngày chắc. Bốn con quá. Má bữa nó có mấy thứ gì được nhiêu vậy đi? Hả? Tôi cũng chơi mực tươi luôn nha mấy bạn. Thấy không? Có cái đục không chứ? Tươi có cái đục luôn á. Không ngọt luôn vậy. Không cái đọt luôn mà đâu có tự nhiên cá bự không à. Trời đi câu mực ha. Yeah. Dưới đó là người ta sẽ thấy cái mực. Mình mạnh ha. Có ghẻ không anh Mừng làm gì? Có ghẻ đâu ghẻ. Cái ghẻ biết không? Biết chứ trời. Nó có động động gì không anh ba? Không có động. Lắm. Lắm kìa. Ủa, cái công lọt thì như thế. Nó cái công là giật như thế sao không? Đó. Sao nó mới xẹo vậy? Dính. Cái lưỡi này đi mà. Canh chi. Thấy lỗi không? Thấy lỗi không? Cái đó nè. Nó thiếu đi.
lâu đâu. Vớt con sứa đang vô kìa. Vớt tép hả? Đi chợ cá. Được không? Có cái gì ta? Cái gì? Chuẩn bị bung chài nè. Chài cá với biển các bạn ơi. Bị bung à. Lắm không? Bây giờ cha cha thấy rồi con ba con cá ơi. Đầu đầu sĩ Lê Văn Sĩ Hồng. Hồi lúc trước anh ta đi đá banh, nhưng bây giờ anh ta ấy kèo, nên bây giờ anh ta đi dân lưới. Anh ta ngủ đây mà tôi xô anh ta té liền. Chưa chưa. Anh ta gắt hay. Giới thiệu nghề chính luôn. Má tàu vô vô em ơi, vô 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 vô. Tàu vô dữ vậy. Làm gì? Làm gì? Vụ cái gì lắm. Ê, chính rồi, chính rồi. Trời ơi. Lâu quá. Ê, dính rồi.
Trời trời ơi. Nãy ông đó ông chạy cũng có con luôn. Cái gì vô? Hả? Chiều đây cái gì vô đâu? Dính rồi. Coi. Ừ, đã rồi. Móc nó móc xiên đầu luôn mà. Ừ, đợi nãy giờ được một em cá nâu nha mấy bạn. Đây. Quá im. Cá nâu ở biển luôn. Cho anh Sĩ làm con đó này. Thúi thúi mày nhại không? Dựng cá đơ nằm bên ghe luôn, không nhảy luôn. Chết ngắt luôn rồi. Dính rồi, dính. Giờ mình móc nồi lên mình câu đi. Ồ, nó vậy gịch xuống hả? Vô. Tăng cường 3 người. Đây là cuộc thi câu cá. Mấy con này nó mới ác chứ, nãy giờ được 2 con rồi nè. Không. Nay câu thất thu quá bạn ơi, được có 2 con cá nâu à. Ô, bữa nay bà ngoại đi câu dính được con cá rồi. Mày câu dính con cá gì ta? Không biết đó. Chỉ hay cá gì ta, con gỡ rồi con. Chỉ. Gỡ ngân. Gỡ ra ngoài ơi. Ê, đừng con nữa đó. Dính rồi, dính mặn rồi, dính rồi. Cá nâu hả? Đâu. Quá im. Nè. Gì anh nha mấy đứa. Đúng không? Câu dữ không? Câu 6 lưỡi câu mà dính con lưỡi à. Đây. Cá nâu Phú Quốc nha. Ừ, đồng nhất trai. Nó đồng nhất luôn á. Đúng không? Trời ơi, không có ghê luôn á. 5 cái là có 3 nhạc.
con cá gì nữa. Chạy đâu. Thấy có lý rồi đó. Lại kìa. Mới thấy lội lại mà. Ủa lội quá trời luôn rồi. Kìa. Dưới kìa. Cái sơn. Trời ơi, nó lội ngang quá trời luôn anh ba. Sao nhiều vậy? Kìa, nó đi qua lại kìa. Dưới kìa, thấy không? Mấy bên em nè. Trời, bay dưới á. Bay dưới á. Câu cặp cái ghe luôn. Nhóc chân trời. Ui, anh giật lên nó chạy lên, anh giật lên nó chạy lại hả? Kìa. Cá con quá trời luôn. Ô, bà ngoại dính cá sơn rồi. Gỡ không? Làm tuốt ở trong luôn rồi. Cá sơn nuốt mồi luôn rồi. Vậy luôn được không? Gì? Vậy cái luôn. Dính luôn rồi, nó tốt trong rồi, tốt luôn. Lấy cái gỡ ra. Tao gỡ xuống thôi, cái gì nhóc chân ha. Đúng không? Hả? Đúng không? Ăn uống gì đâu. Chuyển qua chài đi. Sĩ để lửa câu giống giật luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Có luôn chứ. Dính rồi. Ừ. Cá nhỏ quá hả? Lượm một em nha. Cá gì vậy? Cá gì mà dài 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 vậy anh ba? Ô dính nữa rồi. Quá rồi. Mới thấy à. Vô rồi, liên khúc cá nâu luôn rồi. Đấy. Chờ đợi nha. Cái gì mà lội nhiều với anh ba? Đó. Nó đó hả? Ôi. Ngốc quá trơn. Quá nắng rồi. Nó đụng ngang bầy luôn á. Ôi. Lội nhóc trơn mà ha. Quá nóng vậy trời. Mồi luôn rồi.